Ý, anh Đốm kìa, anh bụng bự, anh cưỡi cái gì mà hay quá vậy? Đốm, Đốm, bọn mình ở đây nè. Chào, thấy mình có ai không? Ôi, bong bóng đẹp quá à, mà cứng khủng khiếp. Ở đâu anh có vậy anh Đốm? Đó là chiến lợi phẩm của mình và ba mình thu được ở vùng đất bong bóng hôm trước đó. Vùng đất bong bóng. Đúng vậy, nơi đó có rất nhiều bong bóng và có cả một cỗ máy để tạo nên bong bóng luôn. Hay anh dẫn em đến đó lấy một cái và cưỡi giống như anh đi. Mình cũng một cái nữa. Đi thì đi, mỗi người một cái, chơi sẽ vui hơn. À, phải nhanh lên đó ơi, nếu không bong bóng sẽ bể đó. Ai bị bụng bự nặng quá làm chi? Tới nơi rồi nè, chui qua lỗ đen này, chúng ta sẽ đến được vùng đất bong bóng. Ôi vui quá, đẹp quá chừng. Ủa sao nó bể hết vậy đó? Phải tìm cái giống màu sắc của mình thì mới cưỡi được. Vậy hả? Hèn chi. Bò vàng đằng trước kìa. À đúng rồi, hay quá. Đã quá, có bong bóng để cưỡi rồi. Mình về thôi đó. Ừ, mình về thôi. Bọn nhóc này tự ý lấy bong bóng của ta, không biết xin một tiếng. Ta phải cho các người một bài học mới được. Tiêu cái mặt đẹp trai của mình rồi. Đau quá mẹ ơi, cứu con mẹ ơi. Con trai tôi sao vậy nè? Chuyện gì vậy Đốm? Thì ra tụi con đi trộm, thiệt là quá đáng mà. Vậy thì cái u này đáng lắm, u thêm vài cái nữa cho con biết tởn. Bây giờ các con biết lỗi chưa hả? Dạ tụi con hối hận lắm rồi ạ. Mai mốt con không dám lấy đồ của ai mà không có xin phép đâu. Con cũng vậy, con sợ lắm rồi, mẹ cứu con với. Còn con, cũng con bày đầu không à, phạt con nhiều nhất đó. Lần này chết chắc rồi. Wow, sắp được vô băng đăng chơi rồi. Mình sẽ làm một con người tuyết thật to luôn. Bà ở ngoài chờ, mấy đứa chờ nhớ canh giờ về đó nha. Dạ. Dạ. Thành được người tuyết rồi, bây giờ phải gắn mắt, mũi, miệng vô nữa là xong. Đừng quên gắn tay nữa. Bạn không đắp người tuyết hả Đốm? Lúc nãy bạn nói đắp con bự lắm mà. Hay là Đốm nhắm đắp không lại tụi mình nên bỏ luôn rồi. Tại mình không thích đắp thôi, chứ muốn mình làm được cái ao xuống liền à. Được không đó, gần tới giờ ba Đốm rước rồi đó. Trời ơi, chuyện nhỏ, coi mình nè. Phần thân rồi. Ê, sao mấy bạn trang gian vậy? Người tuyết phải có 3 cục tuyết, bạn thiếu một cục ở giữa rồi kìa. Xong hai cái tay, người tuyết của mình, mình muốn đắp sao cũng được chứ bộ. Sao? Người tuyết của bạn không có mũi hả? Thôi kệ đi, đến giờ về rồi kìa. Xong rồi. La 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 la
la la la la la la la. Đúng, con mau trở về đây lẹ lên cho ba. Dạ, con về liền. Mày cho mày đi nhé. Ba gọi con, có chuyện gì không ba? Con rượt theo con chuột nhắt để làm cái gì vậy? Chuyện gì vậy ba? Chính vì con rượt theo con chuột nhắt đụng lung tung vào các hành tinh, làm cho chúng gia vào trái đất chứ còn gì nữa. Ba ơi, tôi dưới đất đi. Nó hôm dưới đất sẽ nổ tung á. Mày ơi ba, cảm ơn ba. Bây giờ con hãy nói cho ba biết tại sao con lại rượt theo con chuột nhắt đó. Không phải tại con cẩu thả giục đồ lung tung cho nên mới bị con chuột nhắt cắn như vậy hả? Dạ con, nhưng mà có chuột nhắt. Đừng có cố biện hộ nữa con à. Dạ là con sai, xin lỗi ba. Từ nay con sẽ cẩn thận và gọn gàng hơn, không dám vứt đồ lung tung nữa đâu ba. Con hứa thì con nhớ giữ lời đó nghe chưa? Con hứa, con hứa. Bạn cũng đi rước đèn hả? Đúng rồi, bọn mình đang rước đèn lên cung trăng chơi hội với chị Hằng nè. Năm nay, đèn bạn nào đẹp nhất sẽ được một phần bánh trung thu thiệt là bự do chính tay chị Hằng làm đó. Ồ, chắc là ngon lắm đây. Vậy thì mình thắng chắc, đèn mình là đẹp nhất đó. Nè nè, đèn của mình cũng bự lắm đó nha. Thôi thôi, bọn mình cứ rước đèn lên cung trăng đi, rồi chị Hằng sẽ quyết định. Chứ mà cứ ở đây hoài thì sẽ trễ đó. Thôi thôi thôi, các bạn đi trước đi. Mình chợt nhớ là nãy mẹ mình nhờ đi đưa đồ. Một lát nữa mình đuổi theo sau. À, vậy cũng được, tụi mình đi chậm chậm chờ ha. Cảm ơn các bạn nha. Cầm cái đèn nhỏ xíu, xấu quắc này lên cung trăng là thua chắc luôn. Sao thua như vậy? Mình sẽ mượn một ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất ở đây để làm đèn chiến thu. Thắng là cái chắc rồi. Để xem ngôi sao nào đẹp nhất vậy ta. À, đây rồi. Đang làm gì vậy? Bất tỉnh rồi. Kế hoạch thành công. Ủa, không biết trốn đâu rồi ta. Mình đây. Mình đuổi kịp rồi nè. À, chào mừng các bạn nhỏ đã tới cung trăng. Chúng em chào chị Hằng. Wow, đèn bạn nào cũng lung linh hết. Nhưng mà đèn của em là đẹp nhất á chị. Bậy, đèn của em là đẹp nhất. Chị thấy đèn của mọi người rồi, còn bạn đốm thì sao? Đèn của em nè. Hả, trời đất ơi. Wow, đèn của đốm đẹp quá à.
Wow, đèn của đốm và bụng bự dựng lều nha. Còn mình sẽ vào rừng hái nấm và trái cây. Bụng bự, sao bạn lại làm đứt dây cọc của mình vậy? Mình đâu có. Mình kìa, hai cái dây kia kìa, tự nhiên cũng đứt luôn kìa đốm. Chắc chắn là có kẻ phá hoại chúng ta. Thì nhưng là ai? Không biết là ai nữa. Nhưng thôi, mình nhăn liều lại đi. À, mình biết là ai rồi. Dây đứt á, là do bị cắn nè. Kẻ phá hoại ở đây nè, bụng bự. Nè, giỏ thì lên đây nói chuyện nè. Sao phá hoại vậy? Làm gì mà la hét ồn ào quá. Nè nè nè, sao mấy bạn phá lều của tụi mình vậy? Ai phá ai? Mấy bạn phá. Các người phá đó. Ai phá ai? Mấy bạn phá đó. Mấy bạn phá. Mấy người phá đó. Không có đâu bạn phá. Phá đó. Nói để vậy thì đánh nhau đi. Ai thắng thì người kia phải chịu mình là kẻ phá hoại được không? Hả? Mong vào vô. Đây cũng đâu có sợ à. Khoan đã, chuyện đâu còn có đó. Thưa bác, các bạn chuột chuỗi đi nè, phá hoại lời của tôi con. Ai biểu mấy người làm cho nhà của chúng tôi đen tối làm cái gì? Hồi nào, đừng có nói vậy nha. Thôi, cho ta can đi. Bây giờ ta sẽ xử thắng cho ai mà đánh bật được con Bismarck cao su này rớt xuống đất, được chưa? Chuyện nhỏ à, để con. Hả? Vậy nghe, nếu như không phải là Bismarck, có phải người bị tổn thương và đau sẽ là tụi con và chính bạn của mình không? Tụi con đang tranh cãi xem ai là người có lỗi, ai là kẻ phá hoại người kia, có đúng vậy không? Vậy đánh nhau có phân được ai có lỗi không? Dạ không ạ. Vậy sao thay vì đánh nhau thì mỗi người nhường nhau một chút? Nhà chuột đã có trước thì mình dời liều sang chỗ khác. Còn chuột muốn bạn dời đi sao không đề nghị rõ ràng, có phải là ổn hơn không? Dạ phải, đúng vậy. Đốm, xin lỗi bạn. Chuột, mình xin lỗi bạn nha. Cho mình xin lỗi nha. Xin lỗi bạn nha. Thấy chưa, mọi chuyện đều luôn có cách giải quyết hết mà. Chỉ cần mình bình tĩnh thôi, hiểu không? Dạ. Bự, có gì kìa? Đâu? Ê, như là tiền á. Bạn làm gì vậy? Là tiền rớt đó, phải nhanh tay, không thì người khác lấy mất á. Ê, bụt bự, bạn bị gì mà ngồi dưới đất vậy? Mình bị đau bụng quá à. Đau quá. Bạn có sao không? Hay là để tôi dìu bạn đi bác sĩ nha. Thôi, không có cần đâu, bạn cứ đi trước đi, có đốm ở đây lo cho mình được rồi. Để bụng bự ngồi xíu là hết đâu à. Mình lại dìu bụng bự đi cho. Bạn đi đi. Ồ, vậy đốm ở lại coi chừng bụng bự nha. Mình đi trước. Không ngờ cũng diễn sâu quá ha. Chứ sao, nhặt được của rơi mà, tạm thời bỏ túi thôi. Không thôi á, khác lấy mất cũng vậy à. Nhưng mà không biết tiền này của ai làm rơi nữa, kiếm người làm rớt trả lại đi. Trời ơi, tiền đã rơi dưới đất rồi, ai mà nhặt được á.
thì là của người đó thôi, chứ biết ai đâu mà trả lại. Bạn còn nói nữa là mình không chia phần cho bạn đâu. Mình đã nghĩ rồi mà. Chỉ cần mấy bạn nhặt được tiền, mình sẽ mép mẹ bạn lượm được tiền mà không trả lại. Trời ơi, thấy chưa đơn? Lằng nhằng quá, bây giờ tờ tiền phải chia ba rồi nè. Mình thích ý tưởng chia ba của bạn, nhưng mà tờ 100 đồng này mà chia ba không được. Vậy thôi, mình lấy 40, còn hai bạn, mỗi người 30 nha. Còn khuya nha, mình 50, mỗi bạn 25. Thôi, được rồi, mỗi người 33 đồng, còn 1 đồng cho mình thì công tính toán. Dạ. Không được, lại mình. Rồi, xong rồi đó, rách luôn rồi, khỏi xài luôn, tại mấy bạn không đó. Thôi, mình đi về, bye bye. Thưa mẹ, con mới về nhà. Ủa, mẹ tìm gì vậy mẹ? Hồi sáng, mẹ có đem theo tờ 100 đồng đi chợ, mà không hiểu sao, rớt đâu mất tiêu à. Nhớ là lúc đi ngang qua công viên, mẹ con cầm mà. À, mẹ ơi, hồi sáng á, con có nhặt được tờ 100 đồng. Do tụi con giành nhau, nên tờ tiền bị xé ra làm ba rồi mẹ. Không sao đâu con, tháng này ăn rau trừ thịt thôi, chứ không có gì đâu. Biết vậy á, mình nó không tham nhặt tiền rồi. Từ nay nhặt được của rơi á, thì trả cho người đánh mất cho rồi đi. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Ủa, mấy bạn nhìn kìa, sao mặt trăng hôm nay không vui gì hết vậy? Ừ, đúng rồi đó. Sao vậy ta? Có gì khó đâu, tụi mình gọi mặt trăng xuống hỏi thử đi. Có khi tụi mình giúp được thì sao? Mặt trăng ơi! Mặt trăng, bạn có chuyện gì không vui hả? Hôm nay á, lẽ ra là mình có hẹn đi chơi với các bạn của mình. Vậy thì bạn cứ đi chơi với bạn mình là được chứ gì? Không được đâu. Hôm nay đến lượt mình chiếu sáng mà. Tụi mình được mẹ giao cho nhiệm vụ chiếu sáng. Hôm nay là đến lượt của mình rồi. Nhưng không được đi chơi với bạn á thì buồn lắm. Ừ, đúng rồi đó. Vậy tụi mình giúp bạn ấy đi. Tụi mình tìm mẹ của bạn ấy thì xin giùm được mà. Chắc mẹ có mặt trăng sẽ đồng ý thôi. Đúng rồi, giờ này mẹ mình sắp đi ngang qua đây để kiểm tra xem tụi mình có chiếu sáng không đó. Các bạn nhớ xin giùm mình nha. Đồng ý. À, mặt trăng mẹ kìa. Cô Mặt Trăng ơi! Chào các con. Hôm nay các con chơi vui không? Dạ, dạ vui. Tụi con được đi chơi với bạn bè nên tụi con mới vui vẻ được. Còn bạn Mặt Trăng... Mặt Trăng nhỏ của cô rất ngoan đó. Hôm nay Mặt Trăng nhỏ cũng có hẹn đi chơi với các bạn của mình. Nhưng sao hả cô? Con của mẹ ngoan lắm. Con thấy các bạn nhỏ ở đây chơi với nhau có vui không? Dạ, rất vui luôn đó mẹ. Vậy khi con chơi với các bạn nhỏ ở đây, con có vui không nè? Có bạn Mặt Trăng nên tụi mình cảm thấy vui vẻ đó. Với lại hôm nay là Tết Trung Thu, nếu không có bạn Mặt Trăng thì còn gì là thú vị nữa. Tụi mình sẽ không thấy đường để chơi đâu. Mình cũng thấy vậy á. Cùng các bạn múa hát dưới ánh trăng, nhìn Mặt Trăng mỉm cười á, mình mới cảm thấy đó là một đêm Trung Thu đầy đủ. Con xin lỗi. Con nghĩ các bạn ở đây cũng là các bạn của con, mà con lại rất quan trọng với các bạn nữa chứ. Đây mới là niềm vui của con. Đúng rồi, các bạn Mặt Trăng khác cũng đang đi đón Trung Thu với những người bạn nhỏ giống như con vậy nè. Không có thời gian đi chơi đâu. Đêm Trung Thu sẽ không còn đẹp nếu thiếu Mặt Trăng đó. Dạ, con hiểu rồi mẹ ơi. Các bạn ở đây rất là dễ thương. Chơi cùng các bạn cũng là niềm vui của con luôn. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay, em muốn ca trong anh chẳng lắm. Vui lắm.
phải chi mình cũng được bay như chim ha. Thì bạn đi máy bay là bay được thôi. Thôi, mình muốn có đôi cánh kìa, bay vạch vạch như chim vậy á. Chứ đi máy bay thì nói làm gì nữa. Chim là chim, người là người, chứ làm sao người bay được như chim chứ. Đúng rồi đó. Vạch vạch vạch, vạch 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 vạch. Ý, con cú kìa. Chào cậu bé, ta nghe nói cháu muốn có một đôi cánh đúng không? Dạ dạ đúng rồi, cháu muốn có một đôi cánh để có thể bay như là chim trên trời vậy á. Vậy cháu có gì để đổi lấy đôi cánh nè? Cháu chỉ có nhiêu đây thôi à. Nhiêu đây cũng đủ rồi. Bụi bự, bạn suy nghĩ kỹ lại đi. Mình chưa từng thấy ai bán đôi cánh bao giờ. Nhưng mà đây là cơ hội duy nhất để mình được bay á. Dạ, con đồng ý lấy đôi cánh. Ý, được rồi nè, thích quá à. Ông biến mất tiêu rồi. Sao thấy khả nghi quá à. Bạn tránh ra đi, để bụng bự bay thử nè. Phách, phách, phách. Vui quá à. Đi, mình bay được rồi nè, mình bay được rồi. Vô. Bụng bự bay được thiệt rồi kìa. Yeah, vui quá à. Bay được chim luôn. Phách, phách, phách. Vui quá. Quá đã luôn, đôi cánh của tự do. Ui, đau quá à. Ui trời, sao nó rớt ra mất tiêu rồi. Sản xuất tại hành tinh Cà Tân. Rồi, xong. Bụng bự mua phải hàng dởm rồi. Hồi nãy mình đã nghi nghi rồi mà. Biết vậy mình đã nghe lời đốm rồi. Đúng là không nên mua đồ không rõ nguồn gốc. Mà tốt nhất là sau này mình nên hỏi ý kiến người lớn trước khi mua gì đó. Không thôi lại tốn nguyên cái ống heo mà chả được gì. Đừng có quên là coi nhà sản xuất, hạn sử dụng nữa nha. Thôi đừng buồn, lát nữa mong sẽ hết đau liền thôi. Xin chào ngày mới. Dậy đi con. Chưa, con mới đi học mà mẹ. Con ngủ xíu nữa đây. Không, dậy làm bài đi. Chưa còn đi học nữa. Mẹ có để đồ ăn sáng ở dưới đó. Ăn nhanh rồi học bài đi. Mẹ đi chợ đó. Dạ. Chán ghê. Mới sáng sớm mới dậy rồi. Ước gì lúc này còn được nằm trên giường. Hình như cây đũa này có phép. Em đồ ăn sáng lên đây. Dày dày, lại gõ đôi đũa. Đồ ăn sáng bay tới trước mặt mình luôn. Đây chắc chắn là đôi đũa phép thuật. Ghê quá vậy. Giống như cây đũa của mấy bà phù thủy hả đốm? Tất nhiên là hơn luôn rồi. Phù thủy chỉ có một chiếc đũa, mình có cả đôi. Ghê. Nhưng mà bạn làm bài buổi trưa đi học chưa đó? Chuyện nhỏ thôi. Đốm đốm, làm giùm mình nữa. Chuyện nhỏ. Như vậy có tính là ăn gian không đó? Trời ơi, mẹ lo gì. Bây giờ thì cùng nhau đi học nha. Ê, đi học kiểu này thích quá rồi đó. Ừ, mai mốt đi nữa đi. Tới giờ học rồi, mấy em vào chỗ lấy tập ra cho cô kiểm tra bài nè. Đốm,
Bụng bự, trả lời cho cô biết, làm sao các em làm được bài tập toán tập 2 mà bây giờ mới có học kỳ 1? Lên đây giảng lại cho cô xem. Khai thiệt đi, mấy em nhờ ai làm giùm mà làm lộn tập vậy phải không? Dạ, tại em nhờ đôi đũa phép này làm giùm. Đũa phép hả? Các em phải tự thân mình làm thì mới học được kiến thức trong bài học chứ. Đây là tội không trung thực, gian dối trong học tập. Một lát cô sẽ gọi phụ huynh hai em lên. Đáng đời, ai bảo ăn gian. Sao bạn ngốc quá vậy? Tại bạn làm ướt cuốn sách của mình. Ướt cuốn sách mà làm gì ghê dữ vậy? Đó chính là cuốn sách mà mình yêu thích nhất đó. Bạn đền đi. Còn lâu, mình không đền, làm gì được mình? Nè nè, có chuyện gì thì từ từ giải quyết, hai bạn đừng có cãi nhau nữa. Bạn kêu đếm đền cuốn sách mới cho mình đi. Mình không muốn đền, con gái nhiều chuyện quá. Vậy là từ giờ, mình và đốm không còn là bạn bè nữa. Không là bạn bè thì thôi. Xí, không cần. Con gái lúc nào cũng lèm bèm. Mình làm dính mực có một chút thôi. Mình làm như trời sập vậy đó. Thích thì chịu, mình cũng không cần ai hết á. Tự nhiên bạn đòn nghĩ chơi làm chi? Bây giờ đốm giận rồi kìa. Kệ, ai kêu bạn ấy làm dơ cuốn sách yêu thích của mình làm chi? Mình ghét đó. Thôi mà, đã hơn 2 ngày rồi, hai bạn cũng nên làm lành đi chứ. Trừ khi đó phải xin lỗi mình trước. Còn lâu, mình không thèm xin lỗi đứa con gái mít nước như bạn đâu. Bạn nói em mít ướt hả? Còn gì nữa, giờ mít ướt vừa nhiều chuyện. Sao bạn không đuổi theo? Kệ đi, mình không quan tâm. Cứu tôi với, cứu. Hình như là tay to gặp nạn rồi đó. Để mình kéo bạn lên. Để mình giúp cho. Không thèm. Sao vậy? Khi nào đốm xin lỗi thì mình mới cho bạn ấy cứu mình. Sao bạn lại cố chấp quá vậy? Ừ, mình là vậy đó. Ai bị bạn có lỗi mà không xin lỗi mình? À, xin lỗi, được chưa? Phải vậy chứ. Sao bạn cố chấp quá vậy? Ai biểu đốm sai mà không xin lỗi mình? Mình chỉ vô tình chứ đâu có ý đâu. Mình xin lỗi bạn rồi còn bắt đền nữa. Ừ, bạn quá cố chấp. Kể cả mạng sống của mình nữa. Vậy là mình sai hả? Chứ sao? Mình không biết, cho mình xin lỗi nha. Từ nay về sau mình sẽ không tính toán chuyện nhỏ nhặt với bạn bè nữa. Vậy mới là tay to dễ thương của tụi mình chứ. Cố lên mày nhỏ, chúng ta gần tới rồi. Chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ được ăn món ngon nhất trên đời này. Nhưng mà mình mệt quá, bay hết nổi luôn rồi. Mình chán ăn bánh mì lắm rồi. Sáng nào bọn mình chán bánh mì, xong nay bạn lại vậy? Tại vì ngày nào cũng ăn hết đó, nên mình ngán tới tận cổ rồi nè. Mình muốn ăn đồ ngon. Mình muốn ăn món ngon nhất trên đời này. Đúng đúng, mình cũng đang trên đường tìm món ngon nhất trên đời. Bạn có muốn đi với mình không? Cố lên mày nhỏ, chúng ta sinh ra là để ăn mà. Thôi, mình bỏ cuộc, bạn đi ăn một mình đi. Dạ.
cùng cũng tới nơi rồi. Món ngon nhất trên đời này sẽ là của mình. Tất nhiên là đi rồi. À, ý bạn là từ nay về sau không thể ăn bánh mì chung với bọn này nữa chứ gì? Mình muốn thưởng thức đồ ăn ngon thôi. Mấy bạn đừng có hòng cản mình. Ủa, đâu rồi ta? Sao mấy nhỏ nói là ở trên này mà? Ồ, chào anh bạn nhỏ. Lâu lắm rồi mới có người xuất hiện ở nhà hàng cô đơn này. Hả? Nhà hàng cô đơn? Đúng rồi, vì chỉ có những người không có bạn bè, rảnh rỗi lắm thì mới lên tới nơi này thôi. Cũng hơi đúng đúng. Mà món ăn ngon nhất trên đời này đang ở đâu vậy chú đầu bếp? Ừ? Dạ, con hiểu rồi, bên kia cây cầu. Ơ? Ghê rồi, cuối cùng món ăn ngon nhất trên quả đất cũng thuộc về miệng ta. Sao rồi anh bạn nhỏ, thấy thức ăn ngon chứ? Tất nhiên là... Sao tự nhiên lại ngập ngừng vậy? Không có ngon. Tại sao cháu lại thấy không ngon vậy ta? Cứ thấy thiếu thiếu cái gì á. Là thiếu những người bạn đúng không? Món ăn cho dù ngon cách mấy, nhưng nếu phải ăn một mình thì thật là buồn chán. Dạ, chú nói chí phải. Món ăn ngon nhất trên đời chính là những món ăn được ăn cùng với mọi người, vừa ăn vừa cười nói chuyện vui vẻ, chứ không phải là lủi thủi ăn một mình. Cháu hiểu tại sao nơi đây gọi là nhà hàng cô đơn, chứ không phải là nhà hàng ngon nhất rồi. Tạm biệt chú nha, cháu về với bạn của mình đây. Cháu nói đúng lắm. Tạm biệt cậu nhỏ, chúc cậu thượng lộ bình an. Dạ. Thưa ba mẹ, con mới đi học về. Đúng, con đi học về thì phải để cặp để dép ngăn nắp chứ. Sao mà để lung tung vậy con? Dạ. Yeah, hôm nay có món thịt chiên. Mẹ nấu ngon như vậy, con phải ăn thật nhiều mới được. Con thịt đúng mà. Hết rồi con ơi, để chiều mẹ làm thêm. Chán quá. Thôi, con lên phòng đọc truyện đây. Con phụ mẹ dọn dẹp đã rồi hãy lên. Dọn phụ mẹ xong, trộn lát nữa mang củi vô cho ba. Xong hết việc rồi, con muốn đọc truyện bao nhiêu thì cũng được hết. Dạ. Dọn dẹp và muốn xỉu luôn. Đốm ơi Đốm, mình qua chơi với bạn nè. Bạn tìm mình có gì không? Mình tìm bạn rủ bạn ra công viên chơi á. Mình còn phải phụ ba mẹ tùm lum thứ nữa, không đi được đâu. Chán quá vợ. Mình cũng chán vậy. Phải chi mình được sống sướng như tiên hả? Ông là ai vậy? Ta là ông Tiên đây. Không phải là con mới gọi tên ta hả? Hả? Là ông Tiên thiệt sao? Ông Tiên đúng rồi Đốm ơi. Ông Tiên ơi, con muốn được sống như Tiên vậy đó. Được ăn thật nhiều đồ mình thích, được làm bất cứ thứ gì muốn làm, không phải vất vả nữa. Ta sẽ cho con mượn cây đũa thần của ta. Con muốn gì thì con sẽ đưa cây đũa thần này lên, rồi nói lên cái con muốn, con sẽ có nó. Nhưng các con phải nghĩ cho kỹ, cái gì nhiều quá cũng không tốt đâu. Dạ, nhất định con phải sướng như tiên. Thôi, ta đi đây. Ê, Đốm, bạn xài thử coi. Ta muốn có nhiều chuyện tranh mới. Trời, thiệt là lợi hại quá à. Hay lắm, hỡi cái đũa thần, ta muốn sướng như tiên. Đốm ơi, lấy củ vô cho ba. Chết rồi, quên là còn việc này nữa. Ê Đốm, nó khóa cửa luôn rồi. Chắc nó làm như vậy để mình không đi làm việc đó đó. Thôi kệ đi, ăn chơi tiếp rồi. Có xuống phụ ba đem củ vô không vậy? Đúng rồi, như vậy thì tụi mình sẽ bị nhốt trong phòng này mà. Thôi tiêu rồi. Ba mẹ ơi, cứu con với. Hai đứa tránh ra. Tụi con làm cái gì vậy hả? Con chỉ muốn một sướng như tiên thôi. Tất cả là do cái đũa thần này. Cái gì quá thì cũng không tốt. Nếu như ai cũng như tụi con, chỉ biết nằm một chỗ hưởng thụ,
thì sao mà xã hội phát triển được đây? Bây giờ thì dọn dẹp hết chỗ này cho ba, không thì ba sẽ phạt không cho con đi đâu chơi nữa hết. Từ nay mình sẽ không bao giờ muốn xuống với Tiên nữa đâu. Ông Tiên ơi, cứu con với. Ma sao? Cho gì? Cho gì? À, con muỗi. À, bắt được rồi, đồ phá hoại. À, ta chưa đủ khổ rồi, sao ngươi còn đập ta? Không đập ngươi, ngươi đi truyền nhiễm hả? Sao mà ta truyền nhiễm được kia chứ? Thì chích người hút máu, chứ còn sao? Ngươi bị điên à? Ta là muỗi đực, đâu có hút máu được đâu. Hả? Có vụ này nữa hả? Ta chỉ bị lạc chỗ đây thôi, chứ ta hút vợ cây trong khu rừng vui vẻ. Nhưng ngươi sẽ lấy vợ, rồi sẽ sinh con, đi truyền nhiễm mà. Ta ốm yếu như vậy, không còn muốn cái nào muốn lấy ta hết. Ngươi bị bệnh hả? Không, vì muốn đực với ta chỉ sống được quá lắm 15 ngày thôi. Hết ngày mai nữa là ta sẽ chết. Thôi, đừng có buồn nữa. Ngươi lấy vợ mắc công sinh con, rồi lại truyền nhiễm, không có tốt đâu nha. Ta đâu có cần lấy vợ, ta chỉ muốn trước khi chết có thể làm được một việc tốt, để dớt dát được tiếng tăm cho loài muỗi ta thôi. Hả? Là ngươi muốn làm điều tốt hả? Ừ, làm một điều tốt trước khi chết. Đơn giản, mai ta sẽ giúp ngươi. Ừ, thật hả? Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ vào rừng xanh, nếu có lâm tặc vào chặt cây thì ngươi sẽ tấn công để đuổi họ về. Chà, nghe ngu đó, nhưng ta liệu có làm được không? Nếu đó là một việc làm cuối cùng của ngươi, ta chắc chắn ngươi sẽ làm được. Thôi, hôm nay cưa một cây đủ rồi, hôm qua cưa nhiều quá, xém bị phát hiện luôn. Đến rồi kìa, ngươi chuẩn bị chưa? Dừng ngay tên lâm tặc kia. Mũi đầu chòi, bất bình kia. Ta nói ngươi đó, đừng phá hoại. Hả? Con mũi dép, người tính làm gì ta? Chết ta chắc. Được, ta chỉ cho ngươi biết. Trời ơi cùng ta cũng đã làm được. Ước gì có thêm thời gian để làm thật nhiều việc tốt. Cảm ơn ngươi đã giúp ta. Ta đi đây. Ta sẽ làm như ngươi nói, làm việc tốt khi còn có hả. Cảm ơn ngươi. Trời nóng quá đi mất. Mình nghe mẹ nói á, là thời tiết nóng nực làm cho cây cối héo queo, mùa màng thất thu tùm lum hết á. Chẳng biết ông thần mưa đi đâu mất tiêu rồi nữa. Tụi mình không thể ngồi không như vậy được nữa, phải đi tìm ông thần mưa thôi. Nhưng mà biết ai đi tìm bây giờ? Thì đương nhiên là mình rồi. Trong nhóm này á là mình khỏe nhất chứ gì nữa. Phải mạnh mẽ như vậy mới vượt khó mà tìm được ông thần mưa. Ý bạn nói là mình yếu hơn bạn hả? Chứ không phải hả? Chấp nhận sự thật đi. Ừ, bụng bự đã xung phong rồi, thì tụi mình sẽ ở lại đây đợi bụng bự về nha. Được rồi, mình đi đây. Để xem có tìm ra ông thần mưa không thì biết. Ông thần mưa ơi, ông thần mưa, ông đang ở đâu vậy ông? Dạ. Ây da, đau quá. Mệt quá. Tìm hoài mà ông thần mưa vẫn đâu mất tiêu à. Ủa, bụng bự, bạn đã tìm được ông thần mưa chưa? Mình tìm không có được. Bạn tưởng mày có sức khỏe thì sẽ làm được sao? Để mà tìm được ông thần mưa thì phải cần một người thông minh, nhanh nhẹn như mình đây. Bạn nói vậy á, thì mai đi tìm đi, thách bạn tìm ra. Được thôi, ngày mai sẽ tới mình. Ông thần mưa ơi, ông thần mưa. À, hay là mình hỏi xung quanh đây thử coi. Bông hoa, có gặp thần mưa không? Ông thần cây ơi, ông có gặp thần mưa không ông? À!
hả? Trong rừng thật là nguy hiểm. Đó, mình nói rồi mà bạn đâu có tin đâu. Ít nhất là mình vẫn thông minh hơn bạn ha. Tới giờ mà bạn còn nói như vậy nữa hả? Thôi thôi, dừng lại đi. Hai bạn cãi nhau hoài à. Anh chị ơi. Chuột hả? Sao giờ này em lại ở đây? Em đang đi tìm đồ ăn chị cho mẹ, thì nghe mấy anh chị cãi nhau nên em ra đây. Anh chị để em đi tìm thần mưa cho. Hả? Em đi tìm? Dạ, mặc dù em yếu ớt nhưng cho em giúp sức với. Em chỉ muốn trời mau có mưa, mùa màng có lại thì mẹ em mới có đồ để ăn. Mẹ em đang bị bệnh mà không có gì để ăn ở nhà hết. Trời, thần mưa kìa. Ông thần mưa ơi, ông ở đâu mà hai ngày nay tụi con đi tìm ông không thấy đâu hết á? Ta đã biết, nhưng ta không xuất hiện. Bởi vì cái con đi tìm ta chỉ vì ghen tị, ganh đua nhau. Còn chuột, con tuy yếu ớt nhưng biết nghĩ cho mẹ, cho người khác. Ta đã cảm nhận được tấm lòng của chuột nên đã xuất hiện. Thì ra là vậy, hai bạn có thấy mình sai chưa hả? Mình biết mình sai rồi, xin lỗi Đốm. Mình không nên phát lái với bạn như vậy. Mình cũng xin lỗi bạn nhiều lắm nha. Thôi, dù sao thì trận mưa cũng xuất hiện rồi. Mọi người hãy vui lên đi nào. Chán quá à. Hết Tết rồi, mai lại phải đi học nữa. Không được ăn bánh kẹo, không được uống nước ngọt nữa rồi. Không được mặc đồ đẹp nữa. Chán quá à. Phải chứ, ngày mai không phải đi học thì vui biết chừng nào, đúng không bụng bự tay to? Nhưng ngày mai phải đi học rồi. Ê ê, hay là mình... Mình như thế nào hả bụng bự? Hay là mình... Đốm à, dậy đi học đi con. Đốm, con đâu rồi hả? Anh ơi. Chuyện gì vậy em? Thằng Đốm. Đốm nó làm sao? Nó mất tích rồi. Cái gì? Anh chị ơi, bọn bự nhà tôi đi đâu mất tiêu rồi. Trời đất. Tai to, bác hỏi một chút. Dạ, bác hỏi gì ạ? Thằng Đốm nhà bác với bụng bự mất tích rồi. Con có biết chuyện gì không? Dạ, không lẽ... Con biết chuyện gì sao? Hôm qua hai bạn ấy rủ nhau trốn nhà đi để khỏi đi học, mà con không chịu. Có lẽ hai bạn ấy đã trốn đi rồi quá. Trời đất, giờ phải làm sao đây hả anh chị? Thôi, mọi người đừng quá lo lắng, tôi sẽ đi kiếm tụi nó về. Tất cả nhờ vào anh nha. Tụi mình sẽ đi khám phá thế giới, vui hơn đi học rất nhiều. Sau này mình sẽ trở thành nhà phát minh vĩ đại. Mình sẽ trở thành chuyên gia ẩm thực. Chúng ta sẽ được tự do vui chơi, không bị la rầy nữa rồi. Cái gì vậy trời? Chào hai cậu bé, chúc mừng hai cậu bé đã tới thế giới của những đứa trẻ ngỗ nghịch. Thế giới ngỗ nghịch? Đúng vậy, đây chính là thế giới của những đứa trẻ ngỗ nghịch, không chịu học hành, thích bỏ nhà đi ra ngoài để được tự do. Thế giới này có vui mà ông? Rất vui, nơi đây những đứa trẻ sẽ không bị cha mẹ bắt học bài nè, ép ăn uống nè, rồi ép ngủ sớm nữa. Vậy thì vui quá. Vui quá. Chúng ta đã đến nơi vui vẻ, hạnh phúc rồi. Chúc mừng các ngươi. Hai đứa đúng là rất được việc. Mình muốn về nhà. Mình không muốn ở đây với tên quái ác này đâu. Bọn mình có khóc nữa được không? Mình muốn được ăn cơm mẹ mình nấu. Mình muốn được ngủ trên giường êm như bông của mình. Để từ từ mình cần bách thoát mà. Cũng tại bạn rủ mình trốn đi. Không biết đâu, đứa
nhà đi. Mẹ đừng có nói nữa mà, để từ từ mình tìm cách chứ. Mình cũng muốn về nhà mà. Nhanh lên nào hai thằng nhóc con kia, nếu không làm xong tao sẽ bỏ đói tụi bay 3 ngày. Không, không được bỏ đói chúng tôi. Ông thật ác độc, dụ dỗ trẻ em. Dám trả lời với ta hả, những đứa trẻ ngỗ nghịch. Đúng rồi, làm sao bây giờ, mình muốn về nhà. Chưa khóc nữa mà, nhất định chúng ta sẽ có cách về nhà. Dậy thôi. Ơ, để mình ngủ tí coi. Dậy thôi, nhanh lên coi. Dậy làm gì hả Đơm? Để trốn chứ chị. Không lẽ bụng bự muốn ở đây luôn hả? Trốn hả? Nhỏ thôi. Bạn muốn ông ta thức dậy hả? Nhưng mình trốn bằng cách nào? Chúng ta bị nhốt mà. Bụng bự có thấy chìa khóa đằng kia không? Nhưng lấy bằng cách nào? Mình có cách. Làm theo mình. Sao ông đi rồi vậy? Có khi nào bị vướng cái gì rồi không? Sao? Định trốn hả? Dạ đâu có. Tại tụi con không được tắm nên nhìn ra bờ sông tắm chút xíu tụi con sẽ chở vô. Dạ đúng rồi, tụi con ngứa quá. Muốn tắm được thôi, ta sẽ cho hai đứa mày tắm. Mẹ ơi cứu con biết lỗi rồi, con chỉ muốn về nhà thôi. Đám sao không bao giờ dám bỏ nhà đi nữa đâu, đám sợ lắm rồi. Chưa đâu hai đứa nhóc con, còn nhiều điều thú vị lắm. Chờ mà xem đi. Đúng là thú vị mà. Ta sẽ cho hai người tắm thỏa thích. Vậy mai mốt ngươi sẽ bị súng răng cho coi. Cứ nguyền rủa đi những đứa trẻ ngỗ nghịch. Ta không phải là những đứa trẻ ngỗ nghịch. Hình như là tiếng của thằng Đốm. Năng lượng của nó đang yếu dần, có lẽ nó đang sắp kiệt sức rồi, phải nhanh lên mới được. Ở gần đây thôi. Sao chúng ta dám mồi câu cái gì trời? Giờ này không có vui chút nào đó ơi. Bạn mau nghĩ cách đi. Nè lão độc ác kia, lão đang làm gì hai đứa tay vậy? Ta đâu có làm gì các ngươi đâu, chỉ là lấy các ngươi làm mồi nhử cá sấu mà thôi. Hả? Lâu lắm rồi ta chưa được vui như bây giờ. Ôi, Đốm. Ba, cứu con. Bác ơi, cứu con đi. Tên biến thái độc ác kia, mau thả con trai của ta ra. Người muốn làm gì, mau thả chúng ra. Trẻ con tụi nó vô tội mà. Người định làm gì ta? Kẻ độc ác kia. Anh không nhận ra em sao anh hai? Anh hai, em là em út của anh đây. Anh không nhớ ra em sao? Chú út thất lạc ngày xưa đây sao? Dạ là em đây. Em nhớ nhà lắm anh hai. Nói là người khó khăn như thế nào cũng không nhớ là cái xấu mà. Chứ là xấu như vậy chứ. Ta không có ý hại các cháu, mà chỉ muốn cho các cháu biết một đứa trẻ
Ôi, mát quá, thích quá. Tụi mình chơi cái gì đi? Hay chơi trốn tìm đi. Trốn tìm? Được ta. Mình cũng đồng ý. Chúng ta lấy gốc cây này làm cây tùng nha. Ảnh tù tì ra cái gì ra cái này. Ảnh tù tì ra cái gì ra cái này. Ta ta thua rồi. Chạy đi. 5, 10, 15, 20. Để tôi không được ăn gian. Mở mắt đó nha. Bạn nấp vào bụi kia đi. Còn mình trèo lên cây mít. Đảm bảo tay to không thấy đâu. Không được leo cây, nguy hiểm lắm đó bụng bự. Đỡ yên tâm đi. Mình leo giỏi lắm. Không được, nguy hiểm lắm. 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Đúng, bụng bự. Hai bạn ở đâu? Ui, à. Ôi, ngon quá. Hả? Cứu mình với tay to. Đúng ơi. Chuyện gì vậy bụng bự? Cứu mình với. Đã bảo không được chiều cây mà không chịu nghe. Mình biết lỗi rồi, cứu mình đi. Giờ sao cứu được chứ? Hay bụng bự nhảy xuống đi. Không, mình sợ lắm. Chết, ác điểu tới rồi kìa. Chạy đi. Nhưng còn bụng bự. Hai bạn đừng bỏ mình mà. Bụng bự nhảy xuống nước đi rồi leo lên. Mình không dám nhảy đâu. Mình sợ lắm. Mình nhảy lên khúc cây gì đi. Bụng bự nhanh lên. Nhanh đi nữa. Nhanh nữa đi. Ai lại chói mình như vậy chứ? Đừng hỏi vô ích. Tại sao chứ? Ngươi đang làm gì ta vậy hả? Vì bạn sắp lại thức ăn cho ác điểu rồi. Cái gì chứ? Mình không chịu đâu. Đốm ơi, tay tôi, cứu mình với. Để ta vệ sinh cho sạch sẽ trước khi chết nha. Tránh ra, tránh ra. Ta không cần, ta không cần. Ngươi le vô ích thôi. Chết rồi, mình mạnh tay quá. Tết tên đang ở đâu đây? Hình như mình bị trúng phép thuật của ác điểu thì phải. Tên ác điểu kia, ngươi đừng hòng chiếm lấy nhà của chúng ta. Lũ chim chết tiệt. Ngươi biết sợ chưa? Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh của ta. Dám chống lại ta sao? Hả? Ngươi không sao à? Ta sẽ trả thù với các bạn của ta. Ngươi cũng được lắm. Vậy hãy xem tuyệt chiêu cuối của ta. Nè, chim nhỏ, ngươi không sao chứ? Không sao, để em cứu anh. Cảm ơn chim nhỏ nha. Nhanh lên, em sẽ đưa anh thoát khỏi đây trước khi tên ác điểu đó quay trở lại. May quá, may quá. Nhanh
không sẽ không kịp đâu. Các ngươi định trốn đi đâu vậy? Đi trốn ta đáng hiểu chứ sao? Hả? Hết đường thế rồi anh ơi. Đốm ơi, tê tôi, cứu tụi mình với. Tê tôi, đốm ơi, cứu tụi mình với. Mình được cứu rồi. Các ngươi dám đánh lén ta. Dám ăn hiếp bạn của ta. Được thôi, vậy hãy xem ta đây. Nó khỏe thì mình không đủ sức rồi. Vậy làm sao bây giờ? Thôi, ta đùa với các ngươi đủ rồi. Đến lượt ta đây. Mà ra nông nổi như vậy nè bụng bự. Mình xin lỗi, mai mốt mình sẽ không trèo cây nữa đâu. Thôi, bạn ấy biết lỗi rồi, đừng lại bạn ấy nữa. Chim nhỏ, em có biết điểm yếu của hắn là gì không? Hắn rất là mạnh. À, em nhớ rồi, hắn có bộ điểm rất yếu. Là gì? Em nói đi. Hắn rất là sợ mùa mít chín. Mỗi lần nơi này có mít chín bay mù lên là hắn bị đau đầu và không còn sức mạnh nữa. Hay quá. Anh thấy dưới kia có một cây mít chín phải không? Nhưng làm sao chúng ta trở xuống kia được mà hai? Mình có một cách. Cách gì? Các bạn tránh ra, để mình. Tên ác điệu kia. Ngươi muốn chết trước à? Ta sẽ đấu tay đôi với ngươi. Ngươi có tuyệt chiêu gì mà đòi đánh với ta? Ta có một chiêu khí công vô cùng lợi hại. Được, ta cho ngươi một cơ hội trước khi chết. Khí công thần sầu vô địch thủ. Hắn thua rồi. Đốm, tay to, chim nhỏ, các bạn có sao không? Hả? Sao bạn lại lợi hại vậy? Vì lúc nãy trên cây mít, mình đang mít chín trên cây. Hèn chi khí công của bạn mùi không chịu nổi. Xe tới chưa đến? Trời rụng long luôn mà xe còn chưa tới nữa. Chờ xíu đi, xe từ quê xa lắm chứ bộ. Chắc là sắp tối hả? Đốm, Đốm, con nhớ ra bến xe lấy đồ bà ngoại gửi lên đó nha. Dạ dạ. Ủa, mà xe số mấy vậy Đốm? Chết rồi, lúc nãy mày nói gì quên hết trơn rồi. Trời ơi, ý bạn là nãy giờ mình chờ cũng như không hả? Thì năm ngoái mình nhận đồ từ cái xe màu đỏ. Bạn có biết bến xe này biết bao nhiêu là chiếc xe màu đỏ không? Thôi chạy về nhà Đốm thiệt nhanh rồi hỏi mẹ Đốm đi. Mình ngửi thấy có mùi gì đó, mùi làm mình điên lên gì đó. Hả? Mấy bạn biết mình đang nói về cái gì không? Sao lại cứ giả ngơ đi? Là mùi bánh tét của bà ngoại. Đúng rồi, là bánh tét ngon nhất quả đất. Chỉ cần ăn một lần là ghiền luôn.
Làm sao biết hộp nào là của bà ngoại gửi lên? Vậy thì mình phải mở từng hộp thôi. Ồ, hộp này nè. Mở cái hộp đầu tiên luôn á. Ê, bên trong đây cũng toàn là bánh tét nè. Hình như trong xe này chở toàn là bánh tét không à. Mấy bạn biết định luật bảo tàng bánh tét mà phải không? Bánh tét không tự nhiên sinh ra và mất đi, mà nó chỉ chuyển từ quê lên bụng của tụi mình thôi. Chuẩn luôn. Chiến đi mấy đứa. Hay đó. Nhưng mà chưa bằng mình đâu. Coi mình nè. Mấy bạn gọi đó là bánh tét hả? Nhìn cao thủ nè. Khí công bánh tét chuẩn. Cao thủ. Không ngờ Bụng Bự biết chiêu này, lợi hại thiệt. Không dám. Chẳng qua về việc ăn uống thì Bụng Bự đây chưa từng ngán đứa nào cả. Ngon quá. Nói quá thì khổ, mà no quá cũng chẳng sướng gì đâu. Ủa, nhưng mà mẹ đứng dặn là đi lấy đồ, mà tụi mình lỡ ăn hết rồi, tính sao giờ? Hết đâu mà hết, còn một cái bánh mình chưa ăn nào. Không lẽ nói mẹ là bà ngoại gửi lên chỉ có mỗi một cái bánh thôi hả? Ta nói đúng á, bánh tét không tự nhiên sinh ra và mất đi, cái nào lỡ ăn rồi thì không ói được đâu. Vậy bây giờ phải làm sao? Không đem đồ về là sẽ bị đánh tét đít luôn á. Đánh tét đít. Nãy giờ bạn ăn bánh tét quá chừng còn gì nữa. À, nãy giờ mấy bạn cũng ăn chung á nha. Đặc biệt là Bụng Bự ăn nhiều nhất á. Mình không biết gì hết. Thôi, đừng có cãi nữa. Mình nghĩ ra cách rồi nè. Đúng rồi tay to. Đỡ mình dậy rồi, hai đứa mình cùng chạy thiệt lẹ. Kệ đóm đi.
định luật bánh tét. Bánh tét không tự nhiên sinh ra, vậy thì mình phải tự làm bánh tét thôi. Hả? Làm bánh tét? Đớp, nguyên liệu vỏ bánh đã đủ chưa? Báo cáo. Nếp dẻo, lá chuối, dừa khô, dây buộc đã sẵn sàng. Bụng bự, nguyên liệu nhân bánh thế nào rồi? Báo cáo. Đậu xanh, thịt mỡ, hành lá, hột vịt muối đã sẵn sàng. Rồi bây giờ chúng ta phải bắt đầu gói bánh thôi. Rõ. Ủa, mà gói thì sao? Cả đám có ai biết gói bánh đâu. Đừng có nhìn mình. Đó giờ mình chỉ biết ăn thôi, không có biết gói đâu. Hay là mình gói đại đi, lấy phần vỏ bánh bọc bên ngoài, phần nhân bánh nhét vô trong, gói lại rồi đem nấu lên. Đúng rồi á, làm đại đi. Nổi lửa lên mấy bạn. Vô vô. Bập bùng bập bùng bập bùng. Bập bùng bập bùng bập bùng bập bùng. Yeah, chín rồi chín rồi. Mở nắp ra đi. Thôi sao? Chắc không sao đâu đớm. Một lát nói mình đi xe xấu quá nên bánh tét bị bể. Mấy đứa đi đâu mà bây giờ mới về vậy? Đi lấy đồ gì mà đi cả ngày hả? Người ta mang bánh tét tới tận nhà của mình rồi kìa. Thôi vô nhà đi mấy đứa, mẹ cắt bánh tét cho ăn. Hả? Đứa nào ăn hết nguyên xe bánh tét của tôi? Đúng là không nên ăn những thứ mà không phải của mình mà. Nắng gì mà nắng dữ quá vậy? Mỡ nuôi cực lắm mới được như đây nè. Mà nắng vậy chắc chảy hết mỡ quá. Ai vậy? À, cái quỷ gì đây? Ý, quyển sách của ai đánh rơi đây? Có ký tên Mặt Trời Đẹp Trai, chắc là của ông Mặt Trời nè. Ồ, ngủ rồi. Vậy lát mình sẽ đưa cũng được. Đồ xịn thì phải xài thử. Để xem có cái gì hay nào. Cách tạo mây. Bla, cục mây kéo ra. Ý, hay nghe. Ê Bụng Bự, sao bạn còn ngồi đây? Mai kiểm tra rồi đó, bạn học bài chưa? Chưa học chữ nào đó. Vậy là bạn còn không lo về học đi. Chắc gì ngày mai kiểm tra. Chà chà, để xem khúc nào là khúc gọi bão nè. Cấp báo, bỗng nhiên có một đợt áp thấp nhiệt đới không rõ từ đâu ra kéo vào đất liền. Các cơ quan, trường học được tạm nghỉ để tránh bão ngày hôm nay. Thôi, hôm nay con ở nhà đi, không phải đến trường đâu. Oh yeah, quyển sách đúng là số 1, kêu mưa gọi gió thoải mái luôn, cảm thấy thiệt là quyền lực. Nhưng mà ăn mì gói đỡ nha, tại nhà mình hết đồ ăn rồi, bão như vậy mẹ không có đi chợ được. Ăn mì gói ngán lắm. Bụng bự, bụng bự. Mẹ ơi, mẹ. Khúc nào là khúc tách bão đây ta? Thôi xong, ai cứu mẹ không chơi? Ông mặt trời ơi. Thì ra, bụng bự là người nhặt được sách của ta mà không trả.
Dạ con xin lỗi ông. Sau này mà lượm được của rơi thì nên tìm cách trả lại cho người mất ngay. Mượn tạm hay xài thử thì cũng không nên. Chưa hết, nghịch đồ nguy hiểm mà không nghĩ tới hậu quả nữa, mẹ phạt con không được xem tivi một tháng. Con chừa rồi. Học sinh đứng. Cả lớp ngồi xuống đi. Hôm nay cô có quà cho cả lớp nè. Cô sẽ cho mỗi bạn một hạt dưa hấu bong bóng. Lớp chúng ta sẽ thi xem ai trồng được trái dưa to nhất. Phần thưởng sẽ là một hộp bánh quy thật to. Không biết khi trồng lên thì sẽ trông như thế nào ha. Cứ trồng thử rồi sẽ biết thôi. Hộp bánh quy kỳ này của mình là cái chắc. Ủa, phần thưởng là đồ ăn mà bạn không hào hứng hả Bụng Bự? Trời ơi, trồng ba cái này cực muốn chết mà chưa chắc được giải nữa. Thôi, mình không có ham. Vậy mình lãnh giải thưởng thì đừng có xin nha. Không được, mình cũng thích ăn bánh quy lắm. Hộp bánh đó phải là của mình. Xong nhiệm vụ rồi, mai có lên được hay không thì cũng kệ. Ủa, có chuyện gì mà mấy bạn bu đông quá vậy? Trái dưa của đớm mọc rồi nè, bay lên luôn rồi. Bay được luôn kìa. Trái của mình cũng đã nở rồi, nhưng chưa bay được. Kỳ này chắc đớm nhận giải rồi. Sao mày không chịu bay lên như những trái dưa hấu khác chứ? Không thể để bánh quy lọt vào tay kẻ khác được. Và bây giờ chúng ta sẽ tổng kết xem trái dưa của ai là to nhất nha. Không hiểu sao, sáng thức dậy thì trái dưa của em héo còn có nhiêu đây à? Tại mấy bạn trồng dở quá đó. Nhìn trái dưa của mình nè, bự chưa? Sao? Chứ không phải, tại bạn giới trò hả Bụng Bự? Mình không hiểu mấy bạn nói gì hết trơn á. Tối qua, mình đã quay được cảnh bạn lén vào nhà mình phun thuốc trừ sâu hạn nặng lên trái dưa của mình. Bạn nhắm, chân không lại nên bày trò đạp người khác xuống để nâng mình lên như gì? Tại mình thích ăn bánh quy quá chứ bộ. Cô vốn định chuẩn bị tất cả mỗi bạn một phần quà bánh quy để khích lệ tinh thần, nhưng có vẻ như Bụng Bự không được ăn rồi. Chính trái dưa của em á cũng buồn nên không bay được đó. Mình nhận ra lỗi của mình rồi. Sau này mình sẽ lấy phần thưởng để làm động lực phấn đấu, chứ không phải tìm cách chơi xấu nữa. Bạn biết nhận lỗi như vậy là tốt rồi. Ê, hai bạn chiều nay đi qua khu rừng vui vẻ chơi với mình không? Chỗ nào mà sao nghe lạ quá vậy? Đó là một khu rừng rất đẹp, nơi muôn thú và cây cối sinh sống hòa bình, những cành lá lúc nào cũng hát vang. Nghe vui á, lát ba đứa mình đi đi. Nửa tiếng nữa hẹn ở đây nha. Tới rồi đây, cho xin ít gỗ về bán nha. Ngươi đừng hòng chặt phá cây rừng ở đây. Cứ chặt đó thì làm gì được nhau nào. Tới nơi rồi, xin giới thiệu, đây là khu rừng vui vẻ. Nhìn khu rừng có vẻ hơi âm u á. Nhìn vậy thôi, lỡ bên trong đẹp thì sao? Đúng đó, tụi mình vào tham quan đi. Như có gì đó không ổn cho khu rừng này. Mau chạy đi, hắn tới rồi. Chuyện gì vậy chị Mai? Các bạn cũng mau chạy đi. Tiếng động phát ra từ đằng kia. Bọn mình tới kiểm tra xem sao. Nhưng nhớ phải cẩn thận nha mọi người. Đau quá. Dừng lại. Lại thêm một đám cản trở nữa.
về đi mấy nhóc, chỗ người lớn đang làm việc. Nhưng anh không được đốn hạ cây rừng, đó là phạm pháp. Cái cây này mọc tự nhiên ở đây, ta thích đốn thì đốn, có phải ăn cướp ăn trộm gì của ai đâu. Bộ mấy đứa không biết nước mình là rừng vàng biển bạc hay sao? Cứ khai thác thoải mái thôi. Nhưng nếu sử dụng hoang phí thì sau này sẽ chẳng còn gì nữa đâu. Khu rừng rộng lớn như vậy thì chắc làm sao hết được mà mày đặt nói. Chặt cây này sẽ khác mọc lên thôi. Đánh đường cho ta chặt tiếp đi. Ui da, đau quá. Đau quá. Đừng ơi, giúp chúng con với. Ta đang ở đâu đây? Đây chính là rừng vui vẻ ở tương lai không xa. Trời ơi, sao chuyện này có thể xảy ra? Là do con người khai thác quá mức, chặt đi một cây chỉ trong một buổi sáng, mà cây mọc lên thì cần tới mấy chục năm. Trời ơi, thì ra việc làm của mình chính là trực tiếp phá hoại thiên nhiên. Ta đi đây, hy vọng các bạn đã học được một bài học về bảo tồn thiên nhiên trước khi quá muộn. Hả? Trở lại hiện tại rồi kìa. Từ đây tôi xin hứa bỏ nghề tiều phu, chuyển qua trồng cây, vừa sống khỏe vừa bảo vệ thiên nhiên nữa. Hứa đó nghe. Không, mình sai rồi. Từ nay mình sẽ tập bớt nóng giận lại, tập tha thứ và thông cảm nhiều hơn nữa. Không có sao đâu, tụi mình cũng sai khi mà chọc bạn. Tụi mình huề nha. Ừ. Mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi ta? Mẹ ơi, mẹ mẹ. Hả? Tờ giấy gì vậy? Ai? Ai lại bắt cóc ba mẹ ta? Ta cần ba mẹ của ngươi. Đốm ơi, ba mẹ mình bị bắt cóc rồi. Giờ sao đây Đốm? Đốm ơi. Giờ sao Đốm? Mình cũng bị giống như vậy. Không biết ai đã gây ra chuyện này nữa. Nhưng chắc chú không đi xa đâu. Các mẹ chia ra các đường để tìm đi. Nè nè nè, được hay không? Cũng phải hẹn gặp ở công viên nha. Đồng ý. Bụng bự, bạn có tìm thấy ba mẹ không? Ta có. Bạn có thấy manh mối hay dấu hiệu gì khả nghi không? Mình đã đi hết những nơi ba mẹ từng đi, tới từng nhà người quen ba mẹ mình hay tới, nhưng không ai biết thông tin gì về họ. Ba mẹ ơi. Thôi nín đi mà, chuyện đâu còn có đó, khóc cũng có giải quyết được gì đâu. Chuyện này là sao ta? Sao ba mẹ của chúng ta lại bị biến mất? Không biết á, là ba mẹ mình có bị đói bụng không nữa. Mình muốn được có ba ở nhà quá à. Giờ này nhà mình thường ngồi bên nhau, ăn cơm xong rồi sẽ nói chuyện rất là vui và xem tivi nữa. Giờ này nhà mình cũng ăn cơm, mẹ nấu toàn món ăn ngon cho cả nhà thôi. Ba thì ngồi kể cho mình về các sản phẩm nghiên cứu của ba. Mẹ ơi, ba mẹ ơi. Sao mẹ mình lúc nào cũng khó khăn, lúc nào cũng bắt mình phải làm theo quy định. Còn mình thì á, con không được ăn cái này, con không được ăn cái kia, không có tốt cho sức khỏe đâu, mệt ghê á. Còn mình thì mẹ lúc nào cũng dặn dò con gái phải nấu ăn ngon, con gái phải khéo léo. Chán ơi là chán. Nếu không có ba mẹ thì tụi mình sẽ được tự do. Đúng rồi đó, làm theo ý của mình luôn. Tụi mình tự do biết mấy. Mình biết tại sao chúng ta lại bị thất lạc ba mẹ rồi. Mình cũng biết rồi, tại tụi mình có ba mẹ mà không biết trân trọng, nên ba mẹ tụi mình không ở chung với tụi mình nữa. Giờ chúng ta phải làm sao? Thôi đừng có buồn nữa, sẽ có cách thôi mà. Chúng ta đã biết lỗi rồi. Hết giờ làm bài rồi các em. Các em nộp bài cho cô rồi ra về nhé. Tiêu rồi, kiểu này lại bị không điểm cho coi.
ngày gì mà xui vậy trời. Mấy hôm mình học bài chăm chỉ thì con không kiểm tra, hôm qua không học bài thì hôm nay kiểm tra đột xuất. À, hôm nay xui xẻo làm tâm trạng mình không được tốt, phải chọc bạn bỏ vàng mới được. Gì kỳ vậy, cái tổ ong mà cũng chống đối mình nữa hả? Thì là bực mình mà. Sao lại té tua vậy hả Đốm? Ông tin ông thấy sao còn hỏi? Con thiệt là xui quá mà. Ta thấy là do con thôi, sao lại đổ thừa cho xui được? Rõ ràng là xui mà. Ông tin có cách nào làm cho con hết xui không? Đương nhiên là có chứ. Đây là chiếc túi đựng sự xui xẻo, con hãy thổi vào đây rồi cột chặt lại. Vậy là sự xui xẻo của con sẽ nằm hết ở đây đó. Ồ, hay vậy, con cảm ơn ông tiên nhiều. Nhớ, phải giữ cho thật kỹ đó nha. Dạ, con biết rồi. Là ăn chuối nè con. À, hôm nay có chuối hả mẹ? Để con ra mở cho. Tụi mình qua học bài chung với bạn nè. À, hay quá, giờ học gì chơi, các bạn vô đi. À. Trời ơi, là cuốn tập bạn mượn mình. Bắt tên bạn đó. Đau quá đi. Trời ơi, con bị điểm thấp mà giấu mẹ hả? Thưa con mẹ bạn té sưng chân luôn rồi nè. Bạn thiệt là tệ đó Đốm. Trời ơi, mình đã cất sự xui xẻo vô cái túi rồi mà. Sao giấu xui vậy ông Tiên ơi? Giờ thì đã hiểu chưa Đốm? Do dù kiểu gì con không biết xui được hả ông Tiên? Trời ạ, con vẫn không hiểu sao tất cả sự xui xẻo này là do con tự tạo ra đó thôi. Nếu con chịu chăm chỉ thì cô kiểm tra đột xuất con cũng làm bài được. Nếu con không có ý chọc bạn bò thì cái tổ ong đó đâu có rớt xuống. Rồi còn vỏ chuối con dứt lung tung nữa. Nếu con không làm sai thì con đâu gặp những chuyện này, đúng không hả? Hả? Thì ra tất cả là do con sao? Cuộc sống có lúc may mắn, có lúc gặp xui xẻo. Miễn sao con làm việc đúng, không hổ thẹn với bản thân mình, cố gắng vượt qua những lúc khó khăn, vậy thì may mắn mới đến nhiều hơn sự xui xẻo được. Con hiểu chưa? Con hiểu rồi. Con có lỗi với mẹ lắm. Mình xin lỗi bụng bự với cuốn tập nha. Con biết sai là tốt rồi. Mấy đứa phụ mẹ dọn dẹp rồi hãy đi chơi nghe. Dạ. Chuyện gì vậy ba? À, xóm mình có người mới đến đó mà. Hình như là cậu Cáo á. Vậy hả? Bữa nào gặp nói chuyện coi sao. Cậu Cáo sống một mình hả ba Đốm? Ừ, cậu ta sống có một mình à. Ôi, đau quá. Ba, con sao không ba? Không sao đâu con. Con giúp ba cái chậu nha. Ủa, sao anh thấy ba em bị té mà không giúp vậy? Liên quan gì đến ta mà ta phải giúp chứ? Anh mà ra giúp thì ba em đâu có té đâu. Trời, đó là chuyện của ba cưng. Mắc gì đến ta? Ta ra giúp mắc công té chung thì sao hả? Nói gì mà nghe được trời. Thôi con, ba không sao đâu. Ba té mà anh ta đứng nhìn như không gì vậy á. Mai mốt mà lỡ bị gì con không thèm giúp đâu nha. Người đâu mà kỳ cục à. Nè, không được đâu. Con làm như vậy thì chẳng khác gì cậu ta hết. Mình nhận giúp, dần dần cậu ta sẽ hiểu ra thôi. Thôi, phụ ba bưng cái này vô nhà đi con. Dạ. Trời sấm chớp ghê quá đi. Một cơn bão đang ập tới, mọi người nên đề phòng gió lốc, đóng cửa nhà cẩn thận và chuẩn bị lương thực cho mình. Thì ra là bão tới, kiểu này chắc chắn không ai dám ra đường đâu. Ghê quá ba ơi, có bao giờ nút nhà bay lên luôn không ba? Có sợ, ba kiểm tra kỹ rồi, không sao đâu. Để con giúp ba đi khóa cửa nha. Để mẹ kiểm tra đồ ăn cho hai ngày coi sao. Có chuyện gì vậy đây trời? Trời ơi, bão tới, bão tới. Đồ đạc của tôi, đồ đạc của tôi. Cứu tôi ơi, cứu tôi ơi, cứu tôi. Chú
chết rồi, chặt quần áo, bị tóc mái, phải qua đó giúp đỡ nhanh thôi. Cứu tôi với, cứu tôi với. Cố gắng ra. Bấm chắc vào đi, chúng tôi tới rồi nè. Sợ quá. Sao mọi người lại cứu tôi? Hôm qua tôi đã mặc kệ mọi người mà. Đáng lẽ là không có cứu đâu á, vì không phải chuyện của mình đâu ba ha. Đừng có nói như vậy. Người ta nói hàng xóm tối đèn còn có nhau. Cậu ở có một mình không ai chăm sóc. Nếu không phải là nhà tôi thì nhà khác cũng sẽ giúp cậu thôi. Chỉ cần sống tốt, giúp đỡ cho mọi người thì khi gặp hoạn nạn chắc chắn sẽ có người giúp mình mà. Cậu có hiểu không? Tôi sai rồi, xin lỗi và cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cuối cùng cũng làm bài xong. Giờ mình đói quá à, kiếm cái gì ăn đi. Ăn kem không? Nãy mẹ mình cho tiền để ba đứa học xong ăn đó. Mà hình như sắp mua rồi đó. Đâu có, cho vẫn trong mà. Có một đám mì đen ở đây rồi. Gì vậy? Nhắc gì tới mình vậy? Thiếu người chị chung hả? Đâu có đâu, chỉ là thấy bạn, tụi mình tưởng sắp mưa. Ra vậy. Bạn sao vậy? Có chuyện gì hả? Như mấy bạn thấy đó, mình đen thui. Mấy bạn mây trắng, tôi thấy mình là bay đi mất. Người lớn thấy mình thì bảo, đã buồn bực rồi thì chớ, còn mây đen u ám. Rồi chả ai chịu chơi chung với mình hết. Nín đi bà, có tụi mình giúp bạn rồi nè, đừng có khóc nữa. Mà đó giờ mình có đen gì hoài hả? Mình biết rồi, chắc là do bạn không tắm á. Tắm là gì? Vậy tụi mình tắm cho bạn ấy, là bạn ấy sẽ trắng tinh giống như mấy bạn khác chứ gì. Thích vậy, vậy mấy bạn giúp mình đi. Mày đi ơi, xuống đây. Mát quá, giọt quá. Sao mình vẫn đen thui vậy nè? Hay là do bạn lúc nào cũng cuồng nên u ám bám vào bạn thành màu đen? Mình cũng không biết nữa. Vậy tụi mình chơi ném cầu đi nha. Vui quá, chưa bao giờ mình chơi vui vậy hết á. Lần sau cho mình chung đội với mày nha, bụng bự béo à, không có chạy được. Một bữa béo. Chào các con, chơi gì mà vui vậy? Dạ, tụi con chơi ném cầu với bạn mây đen ạ. Dạ chào bác. Chào mây đen, nhìn con dễ thương quá. Thiệt sao? Thiệt mà, chưa ai khen con vậy sao? Dạ, chưa. Vậy à, nhìn con là bác cảm thấy mát mẻ liền. Thấy con là biết tối nay sẽ được ngủ dưới trời mưa mát mẻ rồi. Bác có cách nào giúp bạn mây đen bớt đen không ạ? Bạn mây chỉ cần xả lượng nước tích tụ trong người là sẽ trắng trẻo trở lại thôi mà. Khi thời tiết nóng, nước sẽ bốc hơi, bay lên, tích tụ trong người bạn mây càng ngày càng nhiều. Ánh sáng không xuyên qua được người bạn mây, cho nên bạn mây mới có màu đen. Hèn chi, trời nắng nóng vài bữa là có mưa liền à. Bây giờ, con bay ra cánh đồng gần đây đang cần mưa, giúp các bác nông dân tưới cây đi con. Dạ, con đi liền. Mày đen kìa. Chưa bao giờ mình được hạnh phúc như vậy hết. Mày không xấu, mày chỉ đặc biệt thôi. Chỉ cần có những cái đặc biệt đó có thể giúp ích được thì bạn cũng luôn đẹp trong mắt mọi người. Mày đen cố lên. Mày đen cố lên. Cố lên, cố lên. Vị trí
sao mà làm kinh động đến chúng tôi? Các bạn có thấy thỏ no đâu không? Mình đi tìm em mấy nãy giờ mà không thấy. Quan trọng lắm, các bạn giúp mình đi. Chẳng có chuyện gì quan trọng trên cánh đồng cỏ này cả. Mình đã hứa với ba mẹ em ấy là trông coi em ấy cẩn thận. Giờ thì mình tiêu rồi. Thì sao chứ, không có liên quan gì đến bọn này đâu. Trời ơi, chuyện này quan trọng hơn mà. Thay vì các bạn bay lượn vô nghĩa, các bạn làm việc có ích hơn đi. Hãy giúp mình tìm thỏ nâu nha. Sao chứ, bạn đừng nghĩ chỉ có chuyện của bạn mới quan trọng nha. Chúng tôi ngày nào cũng lao động vất vả, bạn có biết không hả? Sao, sao chứ? Nào anh em, nhiệm vụ của chúng ta là làm gì? Là dự báo thời tiết. Đúng, chúng tôi mỗi ngày đều phải tập trận để dự báo thời tiết chính xác cho cánh đồng này. Vậy mà bạn lại nói chúng tôi là vô ích à? Xin lỗi các bạn, vì mình đang gấp quá rồi, có lỡ lời. Được rồi, tha thứ cho bạn đó. Nhưng bây giờ chúng tôi không thể bỏ nhiệm vụ ở đây được. Cấp báo, cấp báo. Chuyện gì vậy anh Minh Nhị? Dạ thưa sếp lão, em đã tìm thấy được thỏ nâu ở phía trái cánh rừng, cách đây một đồng cỏ ạ. Vậy hả bạn? Tại sao Minh Nhị biết? À ha, hắn trốn đội ngũ để bay đi chơi đó hả? Phạt hắn đi sếp lão. Thưa sếp lão, tuy rồi hàng ngũ là không tốt, nhưng Minh Nhị đã làm điều tốt và giúp đỡ người khác. Được rồi, tha cho Minh Nhị, lần sau còn tái phạm sẽ phạt 100 lần. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Mình đi tìm thỏ nâu đây, không làm phiền các bạn nữa. Chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay giữa thì nắng. Sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, la 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 la. Đó, cô chạy đi đâu đó? Mẹ ơi, dép con đâu rồi? Con tìm nãy giờ không thấy. Hôm qua con để ở đâu thì hôm nay nó vẫn ở chỗ đó thôi. Con tự đi tìm đi. Con nhớ là con quăng ngoài cửa thì phải. Mày đây rồi, vậy mà không lên tiếng, để ta nãy giờ kiếm muốn chết luôn. Chúng tôi không phục vụ bạn đâu. À, giỏi cho đôi dép. Hôm nay muốn chống lại chủ nhân, biết tay ta. Dép ngon nha, dám phá ta, đợi đó. Ta sẽ bắt được các ngươi bằng bộ cần câu xuyến thế kỷ này. Xuyến hụt nha. Giờ thì biết nè con. Làm sao cắn đứt được? Sợi dây này là bằng chất liệu xuyên thế kỷ mà. Đốm! Đốm ơi! Đốm! Đốm, mẹ tưởng con đi học từ nãy giờ rồi. Ai dè, con còn chưa đi mà mãi chơi ở đây. Cô giáo gọi cho mẹ, bắt con phải chép phạt 100 lần bài học hôm nay nè. Dạ, tại con mắc mấy chiếc dép này, mà cũng tại con không ăn nắp mẹ ơi, giờ thì tiêu rồi. Cho đáng đời, cậu bé không ăn nắp. Nóng quá, trời gì mà nóng quá. Nóng gì vậy?
cây cỏ héo hết, mốt lấy gì mà ăn đây? Mà làm như có ai giấu mưa đi hay sao á, mấy tháng rồi không có thấy một giọt mưa luôn. Chính xác. Hả? Chú nói chính xác là sao? Bộ có người giấu mưa đi được hả? Đúng rồi, ta nghe nói có một bà phù thủy đã giấu tất cả mưa vào trong cái hộp, nên dạo này không còn giọt mưa nào nữa rồi. Hư cấu, làm sao có chị giấu hết mưa vào trong cái hộp được? Mấy chú em không tin thì thôi, bây giờ ta đi tới hang ổ của một phù thủy đây. Muốn đi thì đi cùng. Giờ sao, có đi theo không? Thấy hư cấu quá à. Thôi kệ, đi thử cho biết. Đi thử cho biết. Nếu thấy gì nguy hiểm thì mình chạy về. Lựa chọn sáng suốt đó. Ngồi lên đây ta chở đi cho mẹ. Vậy là đúng rồi. Đúng là bà phù thủy nhốt hết mây vào trong cái hộp làm khô hạn rồi. Bây giờ mấy đứa bất ngờ ra giật cái hộp đi, ta sẽ hỗ trợ. Trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Chú bỏ chụp lấy. Đã chụp được rồi, ngươi đừng có hòng. Mưa bây giờ là của ta. Từ bây giờ ai muốn có mưa thì phải trả tiền cho ta. Mau trả lại đây. Mưa là của mọi người chứ không có riêng ai hết. Không có mưa là đất đai khô cằn, cây cối chết hết. Chỉ có những người ích kỷ mới giấu cho riêng mình thôi. Quá ra bao lâu nay mình đã ích kỷ như vậy sao? Tiền của ta. Cho đáng đời. Đẹp quá. Ta lấy hết mưa cũng chỉ muốn tạo cầu vồng, làm hoài mà không được. Cuối cùng nó lại xuất hiện ở đây. Vì những thứ đẹp nhất chỉ xuất hiện khi ta chia sẻ với mọi người. Đúng rồi. Chúng ta chuẩn bị chiến thôi. Ngon quá, tuyệt cú mèo luôn. Cái này bữa nay thế nào bụng bự cũng chén sạch cho mà coi. Các bạn ăn đi, bụng bự không có ăn được đâu. Con sao vậy bụng bự? Cái răng của con nó... Con ăn kẹo bị sâu ăn nên dứt rồi chứ gì? Dạ không có phải, cái răng của con nó bị lung lay rồi, sắp gãy rồi. Thì ra là vậy, chỉ là thay răng thôi, lung lay thì nhổ, sẽ một cái khác thôi mà con. Vậy hả mẹ? Vậy chúng ta đi gặp bác sĩ thôi. Giờ bác tìm thuốc tê rồi nhổ cái răng lung lay cho con. Nếu bạn sợ bác sĩ thì tụi mình sẽ giúp bạn nhổ răng. Được không? Răng mình lung lay, mình tự nhổ không thôi. Bằng cách nào? Mình sợ lắm. Mình có cách. Xong, bây giờ chỉ cần xe chạy là sẽ nhổ được chiếc răng lung lay thôi. Mình sợ quá à. Bạn đừng sợ, có mình đây. Con bó tay với bụng bự rồi. Ba có cách nào giúp bạn ấy không? Con trai gì mà còn nhát hơn con gái nữa. Giờ con mở miệng ra coi, để bác coi coi nó như thế nào ha. Trời ơi, đơn giản thôi mà, không cần phải nhổ đâu con. Thật hả bác? Mà con mở miệng ra, nhắm mắt lại nha. Bác kiểm tra lại coi khi nào mới nhổ được ta. Dạ được. Ui, cái gì vậy?
là cái răng của con mà. Bác nhổ rồi hả? Thấy chưa? Nhổ mà bạn còn không biết nữa. Nhổ răng đơn giản lắm, đâu có đau đâu. À ha, vậy mà mình cứ sợ. Đúng vậy đó các con. Răng sữa của các con khi lung lay, chín mùi thì cần phải nhổ đi cho răng mới nó mọc lên. Nhổ rất là đơn giản, cho nên các con đừng có sợ mà giấu. Mai mốt răng thay thế không có chỗ mọc, nó sẽ mọc lệch, trời ơi thấy xấu lắm đó. Vậy mai mốt mình không sợ nhổ răng sữa nữa ha. Vậy là hết lo, không ăn được nữa phải không? Tất nhiên rồi, mình phải ăn bù mấy ngày hôm nay mới được. Hành tinh này nhìn cũng đẹp đó, ta sẽ chiếm lấy nó. Ý, hãy đỡ cú ném sấm sét đây. Trời ơi, ném cao vậy, ai mà đỡ cho nổi. Ây da, có vật thể lạ tấn công. Ủa, hồi nãy mình ném đi đâu vậy ta? À, đây rồi, làm tìm nãy giờ. Bạn tìm gì mà tìm cả buổi vậy? Đúng đó, ném cho mạnh vô rồi đi tìm mất thời gian ghê. Ném mạnh có chút xíu à, mà mấy bạn cằn nhằn quá à. Các người dám ném phi thuyền của ta hả? Tông cho bể nít luôn. Đau quá. Bạn cố tình ném trúng mình phải không Bụng Bự? Ủa, đâu có đâu, mình rõ ràng là ném lên trời mà. Từ nay mình sẽ không thèm chơi với bạn nữa. Mình mà thèm chơi với bạn hả? Thôi mà, đừng có bo xì nhau mà. Cư dân trái đất thật là dễ chia rẽ. Cứ thế này thì ta sẽ thông tỉnh trái đất sớm thôi. Không lẽ bắt được rồi. Hai bạn thôi đi, là do tên này nè. Các người mau thả ta ra, ta phải chiếm lấy trái đất. Ồ, vậy là mình lấy lộn cái đĩa bay của tên này hả? Và chính hắn cũng khai là đã điều khiển cái dĩa tông vào đầu mấy bạn. Vậy là mình trách nhầm Bụng Bự rồi. Thả ta ra. Sao các người không cãi lộn nữa đi? Cãi lộn mất đoàn kết, để người thừa cơ chiếm lấy trái đất hả? Còn lâu. Đường trái đất bọn ta đoàn kết lắm. Vì đoàn kết là sức mạnh, người thua rồi. Hôm nay có nhiều sao quá ha. Ha. Ủa, mà mấy bạn có để ý sao ông trăng hôm nay mỏng dính không? Mọi bữa mình thấy ông tròn quay à, sao hôm nay mỏng dính rồi? Có khi nào ông mặt trăng bị bệnh không? Dạm lắm mơ. Có bữa mình thấy ông tròn, có bữa mình thấy ông dẹp lép à. Đớm, bạn nghĩ sao vậy? Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà cứ lên đó thử là biết thôi. Nửa tiếng nữa gặp nhau ở phòng thí nghiệm của ba mình nha. Biết tay to làm gì mà lâu dữ. Ủa, bạn đem theo dõi trái cây chi vậy tay to? Thì quà thăm bệnh của ông Trăng. Lỡ ông Trăng bệnh thiệt mà mình không mang quà thì kỳ lắm. Vậy nếu ông Trăng không bệnh thì mình ăn nha. Bạn lúc nào cũng nghĩ tới ăn uống. Thôi, chuẩn bị xuất phát nào. Sắp tới chưa đó? Tới rồi, quẹo khúc này là tới rồi nè. Ý, ông Trăng tròn quay nè. Vậy là đâu có bị bệnh đâu. Ông Trăng ơi, ông Trăng, tụi con tới thăm ông nè. Cả
con tới thăm ông đó hả? Ồ, ông đang bị bệnh hả? Sao con thấy ông đâu có bị khuyết đi đâu? Không phải các con thấy chăn khuyết là ta bị bệnh đâu. Khi ta xoay quanh trái đất, ánh sáng từ mặt trời có lúc chiếu toàn bộ cơ thể ta luôn, cũng có lúc chỉ chiếu có một phần. Nếu đứng từ trái đất, các con chỉ có thể thấy được phần mà được mặt trời chiếu sáng thôi. Vậy tại sao ông lại bệnh? Vì hôm bữa có bầy thỏ lên mặt trăng cắm trại, ăn uống no say rồi bỏ rác lại tùm lum, làm ta không vệ sinh, ngứa ngay tùm lum rồi bệnh luôn đó. Vậy để cho tụi con dọn rác cho ông nha. Được vậy thì tốt quá rồi. Lắm rồi, cảm ơn các con nhiều nha. Dạ, không có chi. Không ngờ một chút xíu rác như vậy mà cũng có ảnh hưởng ghê gớm không ha. Đúng rồi, cứ thoải mái xả rác thì sớm muộn gì hành tinh cũng bị bệnh mà thôi, cả trái đất của các con nữa. Dạ, tụi con hiểu rồi. Từ nay tụi con sẽ giữ gìn môi trường từng ngày luôn. Mấy con biết vậy là tốt. Tạm biệt mấy con nha. Dạ, con chào ông Chanh con về nha. Từ ngàn xưa, trái đất là một nơi trong lành. Mẹ thiên nhiên cho phép mọi sinh vật sống thoải mái, tự do. Thế nhưng, con người ỷ vào máy móc mà đang dần hủy hoại thiên nhiên vì lòng tham của mình. Và máy móc đang nổi loạn chống lại con người. Khói ở đâu bay tới mà nhiều quá chừng vậy nè. Ui. Khói từ các nhà máy xả ra ngày càng nhiều. Trời ơi, động đất hả? Ê, cây xanh không phải là thức ăn đâu nha. Ôi anh ơi, chạy lại đỡ ba đi đó.
trời ơi, lũ robot bắt đầu nổi loạn rồi. Là do con người tự chuốc lấy. Ông nói như vậy là sao? Lũ robot này do con người tạo ra để chặt cây, đào mỏ, phá núi. Con người phá hoại thiên nhiên thì có lúc robot phá hoại con người. Tiếng khóc của cháu. Nghe ta nói, cháu cùng gia đình phải chạy đi. Mọi việc ở đây cứ để cho ta lo. Nhanh đi vào cổng dịch chuyển, nó sẽ dẫn cháu tới nơi cháu cần tới. Nhưng mà còn ông thì sao? Ta ra ở đây cản tên này lại. Còn nhiệm vụ của cháu là cứu lấy trái đất. Con sao không để ông ở đây một mình đâu? Đi đi, đi tới rừng Cát Tiên. Ở đó sẽ có người dạy cho cháu cách sử dụng năng lực của mình. Vì cháu là người được chọn. Các bạn biết không, mình rất thích trở thành một cô giáo. Vừa thông minh, vừa xinh đẹp, các em sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời mình. Vậy bạn có đánh các em khi không nghe lời bạn không? Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà các em đi học thì phải làm bài tập đầy đủ. Không hả, thì mình sẽ tiếc và mong đó. Vậy chắc các học sinh của bạn sẽ sợ bạn lắm nha mà xem. Sao lại sợ mình? Vì bạn hung dữ quá mà. Các bạn đúng là quá đáng mà. Vậy còn hai bạn muốn làm gì? Bụng bự mình đây sẽ trở thành đầu bếp của nhà hàng 15 sao hạng nhất hành tinh này. Ủa, mình mới nghe là nhà hàng 5 sao thôi mà bụng bự. Sao nhà hàng của bạn tới 15 sao luôn? Bây giờ chỉ 5 sao, nhưng đến khi mình lớn thì mọi thứ sẽ lớn theo. 5 sao chỉ trở thành 15 sao thôi. Còn mình muốn trở thành một nghệ sĩ chơi đàn thật hay. Mỗi lần mình gãy thì mọi người phải chăm cho, thán phục. Đếm hay quá, đếm là thiên tài âm nhạc. Ôi, mình thần tượng đếm quá à. Đếm đáng yêu quá. Đếm, đếm, bạn đang mơ hả? Đâu có mơ gì đâu. Nhưng bạn đâu có biết chơi violon đâu. Tưởng chuyện gì, chứ việc học đàn á thì vô cùng đơn giản với mình. Mình sẽ xin mẹ mình mua đàn cho mình học, và mình sẽ đàn cho mọi người nghe. Bạn học đàn tới đâu rồi? Bạn đàn cho chúng mình nghe một đoạn được không? Hư bao nhiêu cây đàn rồi. Chắc là đàn hay lắm á, tài to. Mình đã đàn giỏi hơn trước rất nhiều rồi. Các bạn muốn nghe không? Tất nhiên là muốn. Không muốn mình đến đây làm gì? Vậy thì mình sẽ cho hai bạn thưởng thức. Ba mình nói, tiếng đàn của mình có 102 luôn đó.
Vậy bạn cho tụi mình nghe thử đi, mình tò mò quá. Đúng, còn lại đàn nữa hả? Sao bạn đàn ghê quá vậy? Mình không kịp chạy thoát thân luôn nè. Mình đàn như vậy đó, mình đàn hoài mà sao nó không hay vậy? Mình vô dụng như vậy sao? Thôi, bạn nín đi. Mình muốn làm thiên tài đàn thôi mà. Sao mình tập hoài mà không được à? Con trai à, đàn không phải là con muốn giỏi muốn hay là được. Dù con có tập luyện cỡ nào mà không có năng khiếu thì con cũng không học giỏi được. Nhưng thông giỏi đàn không có nghĩa là con là đứa vô dụng. Đúng rồi đó, đốm của mình rất thông minh mà. Hồi xưa giờ chuyện gì đốm cũng giỏi hơn mình mà. Thiệt hả mẹ? Hát thấy to, bụng bự. Đúng rồi, nhưng mà về cái vụ đàn á thì bỏ đi nha. Con xin phép ba đốm như vậy có bị la không? Thì đừng cho ba mình biết, chứ có cái gì vui đâu mà chơi. Đúng rồi đó, mình vô đây xem coi có cái gì vui không. Biết đâu ba của đốm nghiên cứu cái gì hay hay thì sao. Ê, ê, mới nói mà có rồi kìa. Đâu, cái gì đâu? Cây súng kìa. Thôi thôi thôi, đừng nghịch súng, nguy hiểm lắm. Rồi, nhẽ hiều à, súng đồ chơi chắc luôn. Đâu, đưa cho mình xem thử. Ôi da, trúng mình rồi. Chết rồi, tại bạn nó bụng bự, bắn trúng đốm rồi thấy không? Tại bạn chứ bộ, tại bạn không cho mình mượn. Ê, 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 mình đang lơ lửng nè. Bạn bay thử coi được không? Đúng rồi, đâu có sao không? Bây giờ mình bay được rồi, không cần cánh, cũng không cần động cơ luôn. Mình cũng muốn bay nữa. Sao mày không ra đạn, bắn cái coi. Chắc là lúc nãy giằng co nên súng hư rồi. Vậy thì chỉ có một mình ta bay được thôi. Từ nay, ta sẽ là anh hùng đốm, thủ lĩnh địa cầu. Thủ lĩnh gì chứ, chẳng qua là bạn hên thôi. Mấy bạn còn không mau chặt thủ lĩnh đi cầu đi chứ. Thủ lĩnh cái mông á. Bụng bự này ngoài đồ ăn ra thì ứ chào ai hết. Nhân danh thủ lĩnh địa cầu, mình khép bạn vào tội không tuân thủ. Bây giờ mà bạn không chào thủ lĩnh địa cầu thì mình sẽ thả bạn xuống đất, té dập mông luôn. Cứu mình với tay to. Đốm làm gì vậy đốm? Để bụng bự xuống đi. Thôi nghỉ, đi về, hết vui rồi. Bạn bay một mình đi đốm. Ai thèm chơi với bạn nữa. Vậy thôi, mình bay một mình. Kỳ á. Bây giờ con có ngồi xuống ăn cơm không? Ba cứu con đi ba. Giờ con không thể ngồi xuống được rồi, con đói lắm. Cho chừa cái tội dám lén lấy chìa khóa mở cửa phòng nghiên cứu của ba cho các bạn vào nghịch. Con có biết như vậy là nguy hiểm lắm hay không? Con biết lỗi rồi. Từ nay giờ sau con không dám nghịch phái đồ của ba nữa. Ba cho con xuống rồi quýnh dùm ông con cũng được. Anh, cây roi sẵn rồi nè, anh cho đốm xuống đi anh. Thôi thôi, con đồ ý rồi, con nhịn đó cũng được. Sẵn sàng đánh bại anh em mẹ chuột chuỗi chứ bụng bự. Sẵn sàng. Anh em bên kia chuẩn bị xong chưa? Sẵn sàng, để coi bên nào mạnh hơn bên nào. Hai đội sẵn sàng chưa? Khi cát trong đồng hồ cát này rơi xuống hết, đội nào kéo đối phương về sân của mình là đội đó thắng. Sẵn sàng. 2, 1, bắt đầu. Tính chơi bất ngờ hả? Đâu có dễ. 1, 2, 3. Cố lên, bụng bự, sắp thắng rồi. Hết giờ, hai đội dừng lại. Mệt quá. Vì thời gian đã hết
mà chưa phân thắng bại, nên chúng ta sẽ đấu hiệp 2. Mấy bạn muốn bây giờ kéo luôn hay là để ngày mai? Ngày mai đi, bây giờ kéo sao nổi. Thôi để sáng mai đi, ngay tại chỗ này luôn nha. Bây giờ tạm coi như là quà. Ngày mai chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Chính xác, ngày mai nhớ đi đúng giờ nha. Khuya rồi, đi ngủ đi đốm. Con coi xíu nữa được không mẹ? Chết rồi, ngủ rồi. Ngủ trễ quá ta, đồ ăn sáng trên bàn kìa đốm. Lan đi. Hôm nay con có hẹn kéo co rồi mẹ. Đồ ăn sáng ngon thiệt, nhưng chắc là phải cất lại đồ ăn sáng thôi. Chờ xíu nữa thôi, chắc đốm sắp tới rồi đó. Mình tới rồi nè, bắt đầu thôi. Bắt đầu. Ta không thua đâu, cố lên đó. Thắng rồi, thắng rồi. Chiến thắng quá đơn giản. Sao vậy đốm? Sao hôm nay yếu xìu vậy? Chắc tại hôm qua mình thức khuya, sáng nay là không ăn sáng nên không có sức làm gì hết. Bạn giỡn với mình á hả? Bữa ăn sáng là quan trọng nhất, vì nguyên một đêm không có cái gì bỏ vô bụng hết. Chưa kể thức khuya dậy sớm nữa, sức đâu mà kéo co. Thôi mà, mình biết lỗi rồi. Lần sau mình hứa sẽ mời bạn đi ăn sáng trước khi đi kéo co nha. Mời phần ăn sáng siêu bự cho bụng bự và tay to mới được đó nha đốm.